Sở nấu gỗ Minh Anh Kim Bắc xin kính chào quý khách. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 5 tháng 7 năm 2020. Và trong video clip ngày hôm nay, đơn vị nấu gỗ Minh Anh Kim Bắc xin trân trọng giới thiệu đến toàn bộ quý vị một chiếc tủ rượu góc bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, hàng chạm trổ thủ công mỹ nghệ 100% bằng tay. Và thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu một chiếc tủ rượu góc như trên màn ảnh quý vị đang theo dõi, thì có thể dành ra một vài phút để sở chúng tôi giới thiệu về quy cách cũng như là công bố kích thước độ dày, giá thành để cho quý khách hàng có thể tham khảo. Và cái phần đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đó là cái phần thông số phủ bì, kích thước tổng chiều rộng là 1m1 quý hàng nhé. Và tổng chiều cao từ mặt đất cho đến phần đỉnh trương là 2m3. Và tủ rượu góc này là tủ rượu góc sâu 70 bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, hàng chạm trổ thủ công mỹ nghệ bằng tay quý hàng nhé. Và cái sản phẩm này chúng tôi sản xuất theo quy cách là gồm hai cục. Cục dưới là bố trí các cái phần cạch đục và phần bên trên là phần bố trí các phần đợt kính cũng như là lắp gương kính, gương hậu để tăng độ phản chiếu. Và ngay sau đây tôi sẽ đi lại gần hơn để cho quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái phần cạnh đục mà sản phẩm chúng tôi đục te các bạn nhé. Sản phẩm đục te thì nó rất là khác biệt so với những cái sản phẩm hàng đục CNC. Và toàn bộ các cái phần cạnh đục bên dưới chúng tôi là chạm trổ thủ công mỹ nghệ 100% bằng te, đục sâu 2/2. Và để đục được một cái tích như này thì chúng tôi đã xẻ một miếng ván có độ dày là 3 phân các bạn nhé, đục sâu là 2/2. Và cái sản phẩm đục tay thì nó rất là khác biệt so với những cái sản phẩm đục CNC hay là đục bằng máy hoặc là những cái sản phẩm đục máy sửa te. Đó. Cái sản phẩm đục tay thì chúng tôi còn rất là nhiều các cái phần nhát đục cũng như là cái đường chân đục. Đó, các cái phần nhát đục đây chúng tôi vẫn còn nguyên. Và cái sản phẩm chúng tôi đang quay đây là chúng tôi đang để mộc thô các bạn nhé, đang để mộc thô. Và khi quý khách đặt hàng thì chúng tôi sẽ qua một quá trình hoàn thiện tỉa cũng như là cạo lạo, đánh giấy giáp, quật trà lưu đầy đủ thì sản phẩm sẽ trở lên kênh bong cũng như là tinh xảo sắc nét hơn đó. Và cái sản phẩm này chúng tôi quay rất là gần cũng như là quay tỉ mỉ kỹ lưỡng chi tiết để cho quý khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng ở đây. Và cảnh này là chúng tôi có tên gọi là cảnh mai điểu này nhá, cảnh mai điểu đó. Sản phẩm đục rất là tinh xảo, kênh bong moi móc rất là có hồn. Và những cái sản phẩm đục tay thì lúc nào nó cũng đắt đỏ hơn rất là nhiều so với những cái hàng đục máy. Và tiếp đến là cái phần bên cạnh đó. Cái phần bên cạnh là chúng tôi còn gọi là cảnh tùng hạc đó. Cảnh tùng hạc thì chúng tôi đục vẫn là sâu 2/2, ván cánh chúng tôi làm có độ dày là 3 phân và toàn bộ là ván liền này nhé, ván liền một tấm đó. Và chạm trổ cực kỳ tinh xảo đây đó. Chúng tôi quay rất là cận cảnh, quay tỉ mỉ cũng như là kỹ lưỡng và rất ít cơ sở có thể quay gần như này đó. Cái sản phẩm quay gần như này thì chỉ có những cơ sở lớn và cái sản phẩm nó phải thực tế thì mới dám quay gần để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Hàng đục rất là tinh xảo, sắc nét cũng như là đục rất là sâu các bạn nhé. Toàn bộ các cái phần ván cánh cũng như là phần phông vách hồi thì chúng tôi làm có độ dày là 3 phân, toàn bộ là ván liền các bạn nhé. Đó. Và cái phần khung cánh này và cái phần khung cánh chúng tôi làm có độ dày là 3 phân rưỡi này nhé, 3 phân rưỡi. Và cái sản phẩm tủ rượu góc thì nó có rất là nhiều công dụng, nó rất là nhiều công dụng. Và phần bên trong thì quý vị có thể để những vật dụng hoặc là những chai rượu, những món đồ trong gia đình đó. Về cái phần chọn gỗ, chọn vân thì chúng tôi là chọn gỗ cũng như là chọn vân hàng đỉnh cao lục lạc trần nõi các bạn nhé. Và 100% được làm chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và cái phần bên trên thì chúng tôi có bố trí một chiếc ngăn kéo và mặt trước là đục quả dưa con sóc và là nho đó, đục quả dưa con sóc và là nho. Cái phần bên trong thì chúng tôi là ván ngăn kéo là ván liền một tấm cũng như là hàng chọn gỗ chọn vân đỉnh cao đó, hàng cực kỳ đỉnh cao các bạn nhé. Và cuối cùng là cái phần phông vách bên tay phải quý vị đang theo dõi đây, chúng tôi đục cảnh là trúc trích đó, trúc trích. Sản phẩm đục rất là tinh xảo, sắc nét cũng như là đục rất là sâu có hồn các bạn nhé, đục rất là sâu. Và cái sản phẩm đục tay thì các bạn nó có tính kỹ mỹ thuật, nó cực kỳ là ổn định cũng như là có tính nghệ thuật rất là cao đó. Và toàn bộ các cái phần giải yếm thì chúng tôi là đục họa tiết là hoa lá tây và có độ dày là 2/2 các bạn nhé, 2/2 đục họa tiết hoa lá tây đó. Và phần bên trên là phần cục kính đó, gồm hai đợt kính các bạn nhé, gồm hai đợt kính. Và khi hoàn thiện xong xuôi thì chúng tôi sẽ lắp đợt kính cũng như là toàn bộ phần hậu sẽ lắp gương để tăng độ phản chiếu. Và hai bên sườn thì chúng tôi lắp kính cũng như là phần cánh cũng là cánh kính này nhá, đó cánh kính. Về phần khung cánh chúng tôi làm có độ dày là 3/5 đó, 3/5. Và hàng là lục lạc trần nõi đó, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới
Và cái sản phẩm này tôi quay rất là kỹ lưỡng, cũng là quay tỉ mỉ để cho quý khách hàng có thể chiêm ngưỡng cái bộ sản phẩm tủ rượu cóc sâu 70 bằng chất liệu gỗ hương đá của Lang Phi, hàng chạm trổ thủ công mỹ nghệ bằng te. Và bên trong thì quý khách có thể để những vật dụng như là chai rượu, cốc ly hoặc là những món đồ lưu niệm, nó cực kỳ tiện lợi phải nhá. Và khi hoàn thiện xong thì chúng tôi là sẽ lắp đợt kính, hai cái đợt kính, và toàn bộ các cái phần hậu thì chúng tôi sẽ lắp gương để tăng độ phản chiếu, cũng như là phần hai bên hồi thì chúng tôi cũng sẽ lắp kính, và phần cánh cũng là cánh kính vào nhá, cánh kính, và phần bên trên phần đỉnh trương, phần đỉnh trương bên trên chúng tôi đục họa tiết là hoa lá tây đó, đục họa tiết hoa lá tây và cao lên đến phần đỉnh trương là 2m3. Và toàn bộ các cái phần phông vách đây, các cái phần phông vách thì chúng tôi cũng là chạm trổ là họa tiết là hoa lá tây quý bạn nhé, hoa lá tây. Và cái sản phẩm này chúng tôi xin công khai chào bán với giá là 14 triệu đồng và có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và thông tin chi tiết của sản phẩm, nếu quý khách hàng nào có nhu cầu hoặc quan tâm yêu thích muốn sở hữu một chiếc tủ rượu góc như trên màn này quý vị đang theo dõi, thì có thể liên hệ hoặc kết nối Zalo với xưởng đồ gỗ mỹ nghệ Kinh Bắc theo hoài số điện thoại đó là 0968 82 400 và 0868 82 400, hoặc là về trực tiếp tại xưởng đồ gỗ mỹ nghệ Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi xin nhắc lại giá thành cho một chiếc tủ rượu góc hàng sâu 70 bằng chất liệu gỗ hương đá của Lang Phi, và toàn bộ các cái phần cảnh đục thì chúng tôi là chạm trổ thủ công mỹ nghệ 100% bằng tay. Thì hiện tại chúng tôi đang chào bán với giá là 14 triệu đồng và có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và quý vị khi xem video clip cảm thấy sản phẩm đẹp cũng như là video clip hữu ích, có thể like và đăng ký kênh để hàng ngày chúng tôi sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để cho quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì chúng tôi còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và ngoài những chiếc tủ rượu góc ra thì chúng tôi có rất là nhiều mặt hàng như là giường, tủ, kệ tivi, đồng hồ, những cái sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách, phòng ăn, rất là nhiều các cái sản phẩm bên trong. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại cơ sở 1 của đồ gỗ mỹ nghệ Kinh Bắc đó, và trên tầng 2 cũng rất là nhiều các cái bộ sản phẩm bàn ghế các bạn nhé, đó rất là nhiều. Và quay trở lại chiếc tủ rượu góc sâu 70 bằng chất liệu gỗ hương đá của Lang Phi, hàng chạm trổ thủ công mỹ nghệ 100% bằng tay, thì hiện tại chúng tôi đang chào bán với giá là 14 triệu đồng và chúng tôi có hỗ trợ quý khách là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và video clip của chúng tôi xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.